Chúng ta cùng giải quyết bài giải số trong cái đề trải nghiệm VMO 2025. Ở ý A thì mình sẽ sử dụng công cụ bảng chứng để xử lý nha. Tức là anh ta giả sử có hữu hạn số nguyên dương M sẽ cho XM nhỏ bằng 1 phần M. Tức là kể từ N lớn nào đó trở đi thì XN với N lớn bằng N lớn thỏa XN nhỏ lớn hẳn 1 phần N ha. Ta dựng phản chứng đi xử lý ra. Giả sử tồn tại số tự nhiên N N qua ha. Sao cho XN lớn hơn 1 phần N với mọi N lớn bằng N lớn. Thì khi đó chúng ta thấy được rằng là cái chuyển đổi này không thật sự cần thiết khi n lớn bằng n lớn. Ta có xn cộng 1 bằng xn trừ 1 phần n với mọi n lớn bằng n lớn. Thì đó. Ta thay đổi lại cho nó tiện ha. Xk cộng 1 bằng xk trừ 1 phần k với mọi k lớn bằng n lớn. Tất nhiên là xk lớn hơn 1 phần k với mọi k lớn bằng n lớn ha. Chúng ta sử dụng cái điều này để ta suy ra điều vô lý ha. Từ đó chúng ta suy ra tổng xk cộng 1 trừ chữ xk với k chạy từ n đến n, n nhỏ nên n lớn tới n nhỏ ha. Rồi trong đó n lớn n nhỏ lớn bằng n lớn thì hiển nhiên cái tổng này thì nó bằng là xn lớn cộng 1 trừ cho xn x xn nhỏ cộng 1 trừ cho xn lớn và hiển nhiên nó lớn hơn bằng trừ xn xn hoa đó ha. Được ha. Chú ý rằng là chúng ta có được là xn nó lớn hơn bằng 0 với mọi n lớn bằng 2 này. Với n nhỏ lớn bằng n lớn thì hiển nhiên là n nhỏ cộng 1 lớn bằng 2 ha. Do đó xn cộng 1 lớn bằng 0 này. Rồi cái tổng này thì bằng trừ tổng 1 phần k, k chạy từ n lớn đến n nhỏ. Điều này đúng với mọi n nhỏ lớn bằng n lớn ha. Rồi chúng ta sử dụng cái bất thức Lochleber 1 cộng x nhỏ hơn x với mọi x dương ha. Thì này chúng ta có đánh giá là nó sao? Dùng bất thức đó nên dùng bất thức đó không? Hoặc là chúng ta để trực tiếp ha. Ta lưu ý rằng là giới hạn của cái giải 1 phần k tổng 1 phần k, k chạy từ n lớn đến n nhỏ khi n tính ra vô cùng thì giới hạn là bằng cộng vô cùng nè. Cái này ra trừ vô cùng ha. Giới hạn cái này trừ vô cùng. Ta suy ra trừ vô cùng lớn bằng con số thật. Đó là điều vô lý nha. Hoặc là ta chú ý là mình dùng cái kết quả hồi nãy mình đề cập Lochleber 1 cộng x nhỏ hơn x với mọi x dương ha. Từ đó chúng ta suy ra được trừ 1 phần k này thì nó nhỏ hơn bằng trừ Lochleber 1 cộng 1 phần k, tức là bằng trừ Lochleber k cộng 1 trên k, tức là trừ Lochleber k cộng 1 cộng Lochleber k với mọi k lớn bằng 1. Ta sử dụng điều này ha thì ta sẽ dẫn đến trừ xn này nhỏ bằng tổng trừ log nguyên k cộng 1 cộng log nguyên k, k chạy từ n lớn đến n nhỏ. Thì cái tổng này thật ra nó liên quan tới tổng kiểu sai phân ha.
nó bằng trừ log Nebe n nhỏ cộng 1 cộng log Nebe n lớn. Điều này đúng với mọi n lớn bằng n lớn. Thì chúng ta cho n lớn tiến ra vô cùng thì nó sẽ dẫn đến điều vô lý ha. Thì là trừ xn, nếu trừ xn là một số thật ha, nhỏ bằng giới hạn của giải trừ log Nebe n cộng 1 cộng log Nebe n n hoa ha, n hoa cố định ha, n nhỏ tiến ra cộng vô cùng thì giới hạn này bằng trừ vô cùng. À, một số thật này là một số thật nhỏ bằng trừ vô cùng, đây là điều vô lý. Điều vô lý này dẫn đến cái giả thiết phản chứng sai ha, tức là có vô hạn cái số thực n sẽ cho một ít n nhỏ hơn bằng một phần n. Rồi, từ ý A chúng ta sẽ dẫn đến tồn tại một cái giải phi k là giải tập có số nguyên dương và là giải tăng, là giải tăng ngặt ha, là giải tăng ngặt đi. Ở trong điều này cũng đã bao hàm giới hạn của phi k này, phi k tiến ra cộng vô cùng này, thì nó bằng cộng vô cùng ha. À, sao cho ít phi k thì nó nhỏ hơn bằng một phần phi k với mỗi k thuộc tập số tự nhiên. Chúng ta sẽ sử dụng cái kết quả mà ta được suy ra từ cái A ha. À, thì để chúng ta giải quyết vấn đề sự hội tụ của giải XN và tìm giới hạn của nó. Được suy ra từ A ha. À, với một cái con m nào đó với m thuộc tập số tự nhiên xm nhỏ bằng một phần m, thì chúng ta sẽ chú ý đến cái điều bên dưới, thì chúng ta sẽ dẫn đến được rằng là xn nó nhỏ bằng một phần m với mọi n lớn bằng m. Lát nữa chúng ta lấy m này nó liên quan tới con phi k này ha. Ta có đó. XN cộng 1 nè. À, thì nó bằng trị đối XN trừ cho một phần N. Ở đây chúng ta ra xét với N lớn bằng 2 nha. Thì lúc đó cả XN và một phần N đều là số dương. Thì nó nhỏ bằng mắt của XN và một phần N. Ở trên đây chúng ta lấy N không mất tổng quát, giả sử M lớn bằng 2 luôn đi ha, với M lớn bằng 2. Xem xét m lớn bằng 2 nha. À, thì hiển nhiên này nó nhỏ bằng mắt của xn với một phần m với mỗi n lớn bằng m. Và chúng ta sẽ chứng minh luôn là bằng phương pháp quy nạp, chúng ta chứng minh được là xn nè nó nhỏ bằng một phần m với mỗi n lớn bằng m. Với m là cái số tự nhiên thỏa mãn xm nhỏ bằng một phần m nha. Thì tức là chúng ta lấy m á, nó là bằng phi k, những con phi k bên trên thì nó sẽ thỏa mãn điều này ha. Rồi, chú ý rằng chúng ta có thể sử dụng phương pháp quy nạp, thì chúng ta thấy được rằng nếu như xn mà nó nhỏ bằng một phần m thì chúng ta suy ra được xn cộng 1 cũng nhỏ bằng một phần m dựa vào cái đánh giá này. Dựa đánh giá này. Ta suy ra được xn n cộng 1 nhỏ bằng một phần m với n lớn hơn bằng m nếu như xn nhỏ bằng một phần m, trong đó m lớn bằng, n lớn bằng m nha, thì bỏ đây. Dựa vào đánh giá trên chúng ta suy ra được điều này.
N lớn bằng M. Rõ ràng chúng ta thấy được đây, đây chính là cái bước quy nạp này, bước bước đầu tiên thì chúng ta có thể thấy được rằng là với N bằng M thì nó đúng nè. Thì dùng cái chấm này nè, chúng ta sẽ có được bước quy nạp đúng nè. XN nhỏ bằng 1 phần M. Ta đang xét là M, N lớn bằng M nè. Thì ta sẽ có XN cộng 1 cũng nhỏ bằng 1 phần M. XN nhỏ bằng 1 phần M với N bằng M. Từ hai cái điều trên này nè, thì ta sử dụng phương pháp quy nạp á, thì ta sẽ suy ra được là XN nhỏ bằng M. Suy ra XN nhỏ bằng 1 phần M với mọi N lớn bằng M. Trong đó thì lưu ý rằng là con M là cái con số tự nhiên thỏa mãn điều trên này. Bất kỳ số tự nhiên lớn bằng 2 thỏa điều này thì chúng ta đều có thể có cái được cái đánh giá này. Chính điều đó chúng ta sẽ dẫn đến là chúng ta có được là ít n này nó nhỏ bằng 1 phần phi k. Với mọi n lớn bằng phi k. Thì chúng ta lưu ý rằng là cái giới hạn của giải phi k thì nó bằng cộng cùng nè. Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái lập luận khéo léo để chúng ta chứng minh cái giải n hội tụ về không ha. Chúng ta sử dụng định nghĩa của giới hạn của dãy số bằng cái ngôn ngữ epsilon n để chúng ta chứng minh ha. Với epsilon dương cho trước. Rồi bất ổn. Rồi. Epsilon dương bất kỳ ha. Chúng ta cố tình chọn một cái con k sao cho đảm bảo 1 phần phi k này nó nhỏ bằng epsilon. Nhớ rằng là cái giải phi k là cái giải số nguyên dương và hiển nhiên là giải tăng ngặt và hiển nhiên phi k nó lớn bằng k này. Ta có thể chọn k để đảm bảo được rằng phi k nó nhỏ bằng 1 phần epsilon ha. Hoặc là ta căn cứ vào giới hạn của giải phi k nó bằng bằng cộng của cùng đó, để chúng ta chọn con k sẽ cho 1 phần phi k nó nhỏ bằng epsilon. Tùy giới hạn của giải 1 phần phi k, k tiến ra vô cùng nè bằng không nè, được ha, cho cái giới hạn của giải phi k nó bằng tổng cục nè, nên tồn tại một cái số N1 thuộc tập số tự nhiên sao cho thật ra là cho N1 nó lớn bằng 2 luôn cho nó đỡ phiền ha. Để cho 1 phần phi k nhỏ bằng epsilon với mọi k lớn bằng N1. Chúng ta lấy con k con phi k này nè. Con k chính là bằng con N1 luôn ha. Để làm việc khi đó chúng ta có phi n nè, nhầm, x n nè lớn hơn không là nhỏ bằng 1 phần phi n1 luôn và hiển nhiên nhỏ bằng epsilon với mọi n lớn bằng phi n1, được ha. Đây chính là cái con chính điều này ta sẽ dẫn đến được rằng là giới hạn của giải x n bằng không, tức là với mọi epsilon dương thì kể từ cái con phi n1 này trở đi thì tất cả các số hạng của dãy số đều lớn hơn không nhỏ epsilon, hay là trị đối xn trừ không này nó nhỏ bằng epsilon ha. Do đó chúng ta có được cái giải xn hội tụ nè và cái giải xn hội tụ về không luôn. Điều này có nghĩa là giới hạn của giải xn bằng không ha. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong cái bài dãy số trong cái đề chọn đội tuyển nhằm cái đề trải nghiệm VMO 2025.
ý đa A thì mình dùng công cụ vật chứng, ý B thì mình sử dụng lại cái ý A, và mình phải chứng minh cái kết quả khá là đặc biệt. Xn nhỏ bằng 1 phần m của mọi n lớn bằng m, trong đó m là cái số tự nhiên thỏa mãn xm nhỏ bằng 1 phần m ha. Rồi, chúng ta dừng lại ở đây.